Dạ, em là cũng là một cầu thủ chơi bóng đá phong trào ở vị trí tiền vệ nên em rất thích Hoàng Đức ở cái điểm là anh ấy xử lý rất là lắt léo và có những pha chọc khe là rất là thuận lợi cho đồng đội băng lên. Hôm nay thì em đã bố trí thời gian như thế nào để đến đây để có thể được gặp cầu thủ của mình thích? Dạ, bởi vì lúc này là đang trong thời gian nghỉ hè của em nên em cũng rất là rảnh và em đã lên kế hoạch là đi từ trọ của em tới đây để mà có thể nhìn thấy cầu thủ về thao tập và được gặp Hoàng Đức. Vậy thì em thì thời điểm gần đây thì em đánh giá phong độ của Hoàng Đức như thế nào? Theo em thì Hoàng Đức vẫn là một trong những cầu thủ tiền vệ xuất sắc nhất của Việt Nam với khả năng là cầm nhịp cũng như là đánh chặn. Là Hoàng Đức luôn là thi đấu rất tốt trong vai trò là một ông chủ chính giữa của đội tuyển Việt Nam cũng như là đội Viettel. Qua thời gian gần đây thì cả đội Viettel đang gặp một số cái khó khăn, trong đó có cả Hoàng Đức nữa. Thì em có theo dõi đội Viettel đá không, em cảm thấy thế nào? Em cũng là thỉnh thoảng là xem đội Viettel đá và em thấy đội Viettel hiện giờ đang gặp một số vấn đề ở là khâu dứt điểm cũng như là ở hàng hậu vệ. Em nghĩ là ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Viettel sẽ tìm cách để khắc phục những cái khuyết điểm này để có thể có những trận đấu tốt hơn ở những vòng đấu tiếp theo. Thế còn cái chuyện là ngày mai thì Viettel sẽ phải gặp, Viettel của Hoàng Đức sẽ phải gặp cái đối thủ cũng đang chơi rất là tốt, đó là SHB Đà Nẵng. Thì em nghĩ như thế nào? Nói chung bóng đá khi bóng chơi lăn thì chúng ta chưa thể đoán biết được điều gì. Và em nghĩ là một kết quả hòa sẽ là tốt cho cả hai đội. Vì Đà Nẵng cũng có nhiều nhân tố rất là hay như là Phi Hoàng, cầu thủ năm nay rất trẻ nhưng mà đá rất là già dặn. Vậy thì ngày mai thì em trông chờ Hoàng Đức sẽ thi đấu như thế nào trước đội nhà? Tại vì em cũng là người Đà Nẵng đúng không? Dạ. Yeah. Thì em sẽ cổ vũ cho Hoàng Đức hay là cổ vũ cho đội bóng quê hương? Em thì sẽ cố gắng cổ vũ cho đội bóng quê hương và nhưng mà em vẫn rất là đón chờ cái màn trình diễn của Hoàng Đức. Với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì em nghĩ như thế nào huấn luyện viên này? Theo em thì huấn luyện viên Phan Thanh Hùng là một huấn luyện viên rất trọng cầu thủ trẻ. Ông đã đưa rất nhiều cầu thủ trẻ từ đội trẻ lên đội 1 và bây giờ có rất nhiều cầu thủ thành công như là Võ Phi Hoàng và một số cầu thủ khác nữa. Cái điều gì em cảm thấy ấn tượng nhất về huấn luyện viên Phan Thanh Hùng? Theo em thì thầy Hùng là một người thầy rất là tận tụy. Thầy là tuy trong sân là nhìn có vẻ rất là hiền nhưng mà trong sân thì là vào trận thì rất là máu lửa và đốc thúc các cầu thủ thi đấu hết mình. Em tên họ đầy đủ là gì? Em tên là Trần Đình Hải. Trần Đình Hải. Yeah.